đó kìa, đợi không mưa đó đó. Quêu. Vợ chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị em. Thì Rồi. giờ này cũng 6 giờ cô chú anh chị, hai chồng nên bắt đầu đi cuốn lợp ếch hôm qua nên Ai đặt ai ha. có một con ếch nhỏ chéo không treo à? Không có hả? Ừ. Có con nhỏ hả? Ừ. Không gầy nên không có đặt cô chú anh chị, tại người ta lên nước á, nên người ta lên nước lúa cũng chuẩn bị sắp chỗ à. Thường cái người ta giữ lên nước ta giữ nước lại không à, ta không có xả nên đặt cũng không có. Với cái này sáng trời xe lạnh á, đặt nó ếch nó cũng ít ra cô chú anh chị, nên không có việc làm luôn, chỉ có đi đặt ếch thôi, mà đặt ếch cũng không có. À, nước ta đang bơm à, mầm bơm không gài, bơm mấy ngày nay chưa xong, chưa 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 bơm xong. Trời. Bơm mấy ngày nay chưa xong, nước là đang bơm vô quá chừng rồi, cho nên không gài nên cũng không có đi đặt luôn, không đặt nên cũng không biết làm gì luôn. Gần Tết này cái là không có việc làm, năm nào cũng vậy, nên còn có đi xa đặt chỗ có thì còn được, đi Đồng Tháp đồ bây giờ không đi cái giờ dưới đồng đã bên Đồng Tháp cái lúa người ta cũng cắt hết rồi, nên con cái được con. Ô, con hết bự. À, nghe. Được con, còn một duy nhất luôn vậy, bơm mình ra bơm nước cái gì Con ếch nó bự nó tung sướng tay luôn bơm nước cái vườn xài ngập, mình nên đi đặt đặt theo vườn không à, hôm qua nên chạy vòng vòng dài đắng luôn, đặt mấy cái vườn nào mà nó bị ngập nước á cái gì nước nè nó bơm vô vườn ngập nước thì nên đặt, rồi tự nhiên nay nước nhiều bơm tôi bơm nhiều vô ngập ta, xả vô vườn xả vườn nhiều hôm thì qua rồi. ta cũng còn xả. Rồi nhà mới thì nên cũng không quên chúc ông bà cô chú anh chị em có một ngày mới luôn sức khỏe dồi dào, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống á. Đây cái này chào cái Chào cả nhà. cây. Đây vô vườn xài, đã xài ta bao lại. Ôi ẩm hàng quá, không có con nào luôn. Không có con gì luôn hả? Ừ. Kỳ vậy. Cái này xe lạnh ếch ít ra lắm. Cái này trời lạnh hả cô chú anh chị, ếch nó cũng ít ra cũng ít đi ít dính yếu nên đặt cũng yếu. Qua nên đặt trong vườn xài này cũng mấy cái á, đặt đâu cái quên mất tiêu rồi. Ba cái Ủa cái này đặt lâu ra nữa ra. Ừ, chắc bên đây. Nhện. sáng chuông đây đi, dướng Chui đây dướng dính dán nhện không? Đây nên con cái nữa nè. Cái đây vậy không. nước hôm qua ít này chỉ nước tràn vô nữa đây Đâu nè, đó thấy có nhúc nhích nước á, có anh thấy có nhúc nhích nước á không, đó. Đó có hai con, kệ có được không, ba con. ba con hả, im. Đấy, là đặt dưới đường mương lên dưới giường. Rồi, Đây là con cái quá chị.
đi vô vườn sáng nhìn nhện nó bu ba cái nhện bu vô mặt cái này sao nên thấy em ru và dù khui hàng rồi chết quớt ở đường con nằm ngay góc tưởng nó chết quớt hãy nên thăm đằng trước giường giờ nên ra đường đằng sau giường đây nên con cái mà. Này trong cung cũng còn trong giường xài mà khúc ở đằng sau khui ra rồi chết quớt có không khúc đằng sau này không có rồi hả khúc đằng sau này không có rồi chết quớt sau này mấy cái tới đây sau này như ba cái gì vậy trước bốn năm cái bốn cái sau ba cái nữa là bảy cái khu lần sau này cũng im quá sao không có nên cũng không biết cái này đặt ở đâu nè đổ đây đây mình thấy có nhúc nhích nước á nhúc nhích nước lại có nhúc nhích nước là chịu trời ơi ồ được con cũng bự của chúng chị cũng như dừa chứ không có bự ghê mấy nhá sồ bự được con ăn ủi đi cắm đầu bài mương không còn cái cuối cùng ở trong viên xoài đâu nên đặt đâu quên mất tiêu rồi thì đâu đằng này thuốc kia à, đó kìa không thấy nhúc nhích nước gì kìa đứng xa xa mà thấy nước nhúc nhích đó là mới im trời chết quớt luôn vậy ba đặt ba cái mà được dính được có một cái con còn mà lần sau này có cái giường có cái mương cây na cũng im lắm mà cái mương đó chắc cá gù dữ lắm rồi nó ngót tới điểm tiếp theo của chú anh chị phong cảnh sáng sớm của chú anh chị giờ đây còn trăng nữa kìa không phải phong cảnh buổi sáng giờ này trăng còn nữa đó. Giờ này ông trăng còn trăng mới lên là tới đó giờ mới bắt đầu trễ hơn cái nữa mà trễ hơn tiếng trời đứng đây có dính gì không không thấy gì hết hả im gu gu hả có rồi kiến lửa không ừ có không? Có một con ếch hả nhỏ nữa điều này chắc nghi ở không ăn nữa quá kiến lửa không giết chết hết rồi bỏ đi bỏ thảy lên bờ đi đằng lẳng cái nữa lửa không ui đặt cái này không xong rồi này nên chờ ta ngưng bơm á của chúng chị để xả nước ra đặt lại mới có lúa này nên nghĩ là quay cái sắp chỗ chứ cái bờ đi đây tới tết nè đây tới tết là có chỗ lại gài chân 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 có gì không thấy em gu hả rồi chết luôn hả ừ đặt hai cái mừng ruộng chết quá cái trơn à bài mương khô queo luôn hả? Được con ếch được con ếch bự không cũng trọng ừ, trọng quá ừ. Hết ha không hấu hết ếch bự
hết bự trốn hết trơn rồi, không ra. Cái đủ mà. Cái ương bắp á, cái hộp hồi nãy trong bao thấy á, đỏ đỏ á. Cái đó đâu phải bắp? Đó đó là ương đó. Đó một cái kìa. Lại đứng gầm quá. Hả? Đây. Mồi thì hết rồi. Mấy hết rồi chứ hả? Mua con gì vậy hả? Mồi ít mà, đó nhiều đó. Mồi ít hả? Ừ. Không. Sáng bà con đã chờ cấy. Cấy đó nên là nghĩ cho trồng bắp á. Cho trồng bắp. Tự ương ương bắp. Cái này cũng dừng xoài tiếp. Lâu gần này nên con cái rồi à, đừng con cũng nhỏ chứ không có bự nữa. Không bỏ vỏ xuống em quải cho chồng. Thua rồi vậy. Có không? Con vừa nhỏ không bự nữa. Đây gửi cho nè, thẳng đẳng luôn. Ừ, cây xài ngã cũng bao giấy luôn hả? Cây xài ngã cũng bao giấy luôn. Ừ, xài tới bao giấy luôn. Không bao giấy sao ăn được. Nói cây xài ngã. Cây ngã chứ có trái là cũng bao. Có. Con ếch bự. Ếch đừng ếch bự hả? Ừ. Đời khổ. Một con. Đừng con một bự cũng đỡ. Cái đó đang ở đây đang đó rửa luôn. Đây còn cái. Đây là ăn rửa đi. Anh đen còn cái à. Cái nên đặt ngay chân đây nè. Kiếm con ếch bự nữa. Rồi không có con gì luôn. Buồn luôn. Chết quá cô chú anh chị. Đậu bắp hay gì? Cái điểm tiếp theo nữa cô chú anh chị. Không biết. Ở đậu này bắp. Chắc anh nghĩ chắc đậu bắp quá. Ừ. Chuyến rồi trồng ớt. Mùa này ta trồng lại đậu bắp hay. Ý trồng hai bên kìa, bên kia bắp, bên đây đậu bắp hả? Đây nghĩ đậu bắp hay gì nè. Cùng bên đây ta trồng bắp. Chú hai. Chia ra. Xời. Sao thấy cái đường mương nước gắt gứ không chịu. Ừ, không thấy con ếch mà thấy gắt không. Đóng đầy luôn. Điều... Ừ. Dạ chết quá rồi chú ơi, mùa này đặc yếu quá. Như mùa này trời xe lạnh là ít gà. Đây là anh cái nè. Ồ, được con bự của chú anh chị. Bằng cỏ hả chú? Ồ, hai con. Ý, con một con ếch với con cua. Không. Lượng con một. Chỗ này lúc trước mùa mưa nên lặt. Đi ra ngoài mưa rửa lại. Cá dính bao cũng còn, bốn không còn không. Mà này con còn mà. Đừng con cũng bự. Đừng con bự ra. Đúng được rồi. Giường của ông chú hai nè. Giường lúc mà hai chồng nên ở đi đặt chuột nè. Tới mùa này mùa lúa kéo đầu cái nên vô ở tiếp.
nằm lúa cái nên vô nên nở cá nữa. Đây Con cái này bướm. nè, không thấy nhúc nhích nhúc nhẹo gì nha. Thôi. Đúng. Rồi. Em Google biết rồi. Cây này nó gãy vậy. Gãy Cua. chứ quớt ba cái mà dính được con còn một bữa nay hiểu nữa rồi. Rồi trúc đằng kia nên con cái thấy trong lỏng mà. Cái ăn rẳng mình thấy trong lỏng mà, không có giống gì hết trơn. Giờ trong này nên con cái nè. Quên. Quên nên đặt trong ruộng nha. Rồi trong ruộng chết quớt luôn. Nước gì mà. Ở ngoài cũng chết mà trong ruộng cũng cũng chẳng dính. Nè. Hẻo luôn. Không có con gì hết. Rồi đặt 4-5 cái mà. 4-5 cái mà thấy dính được con còn một. Cái này có không đây? Cái này nên thấy cũng trong lỏng mà. Thôi. Chưa quớt. Hai chồng nên thăm cũng xong rồi cô chú chị, nay thất thu, thất thu nặng luôn. Tại tao bơm nước á, tao lên nước á, từ tao lên nước nguyên cánh đồng luôn cô chú chị, cho nên không có chỗ đặt, ruộng nước không gì, ếch nó không có gom, tao đang chạy nước nè. Đường nước này đã chạy mấy ngày rồi đó, mấy ngày nay đó chạy mấy ngày rồi nên không có đặt, nên thấy nó chạy bữa nay nên đặt lại cũng còn chạy, chắc nên nghĩ chắc bữa nay nữa đã chạy, bữa nay nữa là mơ chắc có ngưng rồi quá, chứ chạy hôm gài cũng mấy ngày rồi. Nước bình địa nước nên thất thu nặng luôn rồi, vậy không có chung như luôn. Ít gì giữa hả? Nên lỗ sẽ hụi luôn. Thua luôn. Nay thua luôn rồi. Hết rồi, hết bự ha, hết con bự. Hết chậm chậm thôi nè. Ba, có ba bốn con hết bự bự rồi. Mà còn bị đi nữa. Nói là để cho phóng hết con ếch bự. Cái đó còn không? Rồi, được ký mấy, 2 ký, ký mấy của chú chị. Nay lỗ nặng luôn. Ký mấy ếch nè. Thua luôn. Thua luôn rồi. Hai chồng nên cũng về tới nhà cô chú chị, về nãy giờ rồi. Thì rồi xã nên cũng làm cơm xong rồi. Thì ếch thì nên bán hết ha. Cái này được có 1 ký mấy ếch rồi, thất thu rồi. Thì cái này là cá lăng với cái mì dinh. Cái dảnh. Dảnh à. Cá lăng này thì nên câu ha cô chú anh chị. Nên đi câu á, câu có cá ăn chứ không phải là nên mua ha. Cái lăng câu ở dưới khoan đục nên còn con bự nữa nè. Nên bỏ trong chiếc xuồng. Cái xuồng khoan đục ở bữa nên câu được mớ. Nên bỏ trong đó có một con cá lăng bự bằng chi luôn. Câu đó câu cũng nên. Và cá lăng đem lên muối chiên. Muối xương chiên ăn với dưa hấu á cô chú anh chị. Thì nên cũng mời ông bà cô chú anh chị cùng dùng cơm với vợ chồng nè anh ha. Mời ba mẹ ăn cơm.
bữa cơm đơn giản. Chung thì đồ ăn thì nên cũng ít có khi nào mua lắm, có mua rau cải rồi này kia đồ ăn thêm thôi khi nấu canh đâu đó. Còn cá nhiều khi nên nên câu, rảnh rảnh cái nên đi câu á, câu tại vì câu được ít ít thôi mà, rồi nên không có quay clip cho cô chú anh chị xem được, tại không có được nhiều. Câu lần nhiều khi được chừng ký cái ngoài khi được đủ ăn à, tại vì nên không có quay clip để nên chờ dọ điểm á, cái câu ở chỗ nào nên câu quen, cái chỗ nào có cá không có cá là nên biết, rồi mai mốt cái nên chạy lại tới chỗ cái nên câu. Giờ ăn cơm với cái lần muối chiên ăn với dưa hấu á cô chú anh chị. Ngon không? Ngon. Ý kiến ý cò vậy chứ. Ngon. Bữa cơm của nhà chồng nên đơn giản vậy thôi. Rồi thì video nên thì cũng xin tạm dừng tại đây, nên cũng xin hẹn cả nhà lại video sau. Rồi nên chúc cả nhà xem video vui vẻ. Bye bye. Chào cả nhà.